Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở ngay cạnh sân vận động Mỹ Đình. Thì quý vị có thể nhìn thấy một số cây cảnh và cái công tác chuẩn bị cho triển lãm, đúng không quý vị? Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang ở một cái cuộc công tác chuẩn bị cho một cái cuộc triển lãm lớn tại thủ đô quý vị nhé. Thì lễ hội sinh vật cảnh thủ đô 2022 chào mừng festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022 quý vị nhé. Kính thưa quý vị, lại một cuộc triển lãm lớn nữa rồi quý vị ạ. Thì trưởng ban tổ chức là anh Hùng Siếc quý vị nhé. Thì quý vị đến gần để chiêm ngưỡng một số tác phẩm đã đến rất sớm quý vị nhé. Bonsai Đức Huy cũng có mặt từ rất sớm, nhưng các nhà vườn đã mang những cái tác phẩm quý lên còn sớm hơn quý vị ạ. Thì quý vị đến để chiêm ngưỡng xem tác phẩm nào đã đến sớm và các nhà vườn nào đã mang những tác phẩm sớm nhất quý vị nhé. Bonsai Đức Huy nhận ra tác phẩm rồi. Đây là tác phẩm Khuất Kỷ Cầu Thân của anh Tuấn Phương, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội quý vị nhé. Đây là một cái tác phẩm rất giá trị của anh Tuấn Phương và quý vị yêu quê cả nước được chiêm ngưỡng ở rất nhiều cái cuộc triển lãm anh mang đi tham dự. Đây là một cây xanh cổ. Một cây xanh rất rất già quý vị nhé, và rất giá trị của anh Tuấn Phương. Quý vị chiêm ngưỡng vùng quanh tác phẩm. Ở đây cái địa điểm rất là rộng lớn quý vị nhá. Ô, chị ơi em chào chị. Chào em. Chào chị. Anh em. Đây chị có chia sẻ một chút thông tin không? Thôi chị chẳng nói gì. Thông tin cho quý vị khán giả biết. Đây là phu nhân của anh Hùng Siếc nhá quý vị nhá. Chào tất cả các anh em ạ. Vâng, chị cảm ơn nhà, vì chị cũng không biết nói gì cơ. Chị chia sẻ cái thông tin ngày giờ một chút là được rồi. À, chị mời mọi người. Ngày giờ thì là sẽ nhận cây ngày mùng 9. Vâng. Đến ngày hết ngày 13. Dạ vâng. Hết ngày 13 và ngày 14 là sẽ khai mạc vào buổi chiều. Khai mạc vào bắt đầu 4 giờ chiều. Vâng. Và kéo dài hết ngày 24. Hết ngày 4 rồi vâng. Tha hồ mọi người đến tham quan chị nhỉ. Và rất mong tất cả mọi người ủng hộ cho cuộc triển lãm của Hà Nội thành công rực rỡ. Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhá, và chúc cho cuộc triển lãm của thủ đô sẽ thành công ngoài cái mong đợi chị nhá. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn cả Huy rất nhiều nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhá. Ở đây này quý vị ơi. Đây này chính là phải 6 cái em ạ. Vì 4 cái nó sẽ bị căng dây quá. Anh Quyền ơi, em chào anh Quyền. Anh chào anh Huy nhá. Em chào anh Quyền nhá. Anh Quyền mang tác phẩm thần tài đến tham dự sớm đấy anh. À, cũng không phải là sớm, hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đem đi để tham dự triển lãm. Vâng. Thực ra là vì công việc. Vâng. Là mai ngày kia là anh có chút công việc riêng của gia đình thì anh phải đeo hôm nay. Vâng. Đây quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm thần tài nha quý vị nha. Cứ để chị gọi xong chị. Này anh mang tham dự mấy tác phẩm mà anh Quyền? Anh thực ra là anh muốn đem nhiều ra đến cho anh em công chúng được ngắm lắm, nhưng mà vì thực ra rất là bận. Vâng. Hẹn dịp khác anh sẽ đem nhiều tác phẩm hơn. Cái này em tham gia một tác phẩm. Cây này là cái cây mà chắc là cái cây tâm đắc nhất của anh rồi. Dạ. Yeah. Hiện tại nó là tâm đắc nhưng mà vâng. Anh cũng hy vọng là sẽ có nhiều cái tâm đắc. Vâng. Anh đứng gần vào tác phẩm với anh em mình trò chuyện tí. Đây quý vị ơi, quý vị chiêm ngưỡng mặt chính của tác phẩm thần tài nha quý vị nhá. Thì cái vị trí này thì sẽ rất là thích hợp để Bonsai Đức Huy quay cho quý vị. Bởi vì hôm ở Đông Anh anh ạ. Hôm ở Đông Anh thì cái tác phẩm kê cao quá và cái mặt chính thì muốn quay cho quý vị nhưng mà khó chia sẻ. Quý vị đây là một cái tác phẩm thần tài dáng trực, một cây trực rất đẹp nha quý vị nhé.
Anh xếp bóng đẹp thế anh Quyền nhỉ. Đây hiện nay là cây có cái bóng tàn. Hôm trước Đông Anh là xuống ná cắt dắp. Xuống ná hả? Đấy vâng. Đấy. Cái đây là một cái cây anh có nhìn thực tế rất to đấy quý vị nhá. Và cái tỷ lệ, một cái tỷ lệ vàng. Đây là cái cây có một cái tỷ lệ vàng. Thân cồn tít. Dạ vâng. Vâng, chắc chắn rồi. Giờ ăn Tết nhỉ. Đây quý vị này, chiêm ngưỡng. Đây là một cây xanh quý của anh Quyền. Mà anh Quyền, vườn anh Quyền thì rất nhiều các cây xanh quý quý vị nhé. Không chỉ riêng tác phẩm này. Nhưng mà đây là cái tác phẩm mà anh tâm đắc nhất. Và anh đã mang tác phẩm đến với triển lãm cho xin một cảnh thủ đô từ rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận cây quý vị ạ. Ngày đầu tiên nhận cây. Quý vị lại được chiêm ngưỡng những tác phẩm quý tại một cuộc triển lãm lớn nữa. Quá đẹp quý vị ạ. Anh em chào anh. Nào, anh chào khán giả tí. Sân rộng rãi nhỉ, đẹp thế thật đấy. Cảm ơn hai anh nhá. Em đi em chia sẻ cái không khí một chút cho mọi người nắm bắt được. Đây quý vị này. Quý vị nhìn xa xa có một vài tác phẩm đã đến từ rất sớm. Nay mới là mùng 9 thôi. Để đến ngày 13 là ngày khai mạc. Bác Sai đã Huy giới thiệu với quý vị. Đằng xa kia có những tác phẩm của bác Cường họa sĩ quý vị nhé. Bác ơi, cháu chào bác. À, chào bác nhá, chào các chú các anh. Dạ. Bác chào Sai Đức Huy. Dạ vâng. Vâng ạ. Bác mang mấy tác phẩm tham dự triển lãm thủ đô của bác? Đây là mấy thầy trò là mang 5 cây. Mang 5 tác phẩm. Vui. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác đã tham dự mang 5 tác phẩm cho quý vị được thưởng lãm. Đợt này có đặc biệt là có mấy cái tác phẩm lần đầu tiên đi triển lãm. Dạ vâng, tuyệt vời ạ. Đấy, bác Cường thì là người nghệ nhân mà thảo tác ra rất nhiều những cái tác phẩm quý. Thì có bác chia sẻ có 5 tác phẩm lần đầu tiên tham dự. Anh Hùng ơi, em chào anh Hùng. Chào. Anh bận rộn quá. Anh bận rộn quá. Trưởng ban tổ chức đây quý vị này. À. Xin chào. Dạ vâng, anh. Xin chào anh, 500 anh em. Vâng. Anh chia sẻ một chút về cái thông tin về triển lãm cho quý vị yêu cây cả nước nắm bắt được anh. Triển lãm là đây là lễ hội xin mời cảnh của thủ đô Hà Nội. Dạ vâng ạ. Để chào mừng cái festival xin cảnh làng nghề. Vâng ạ. Của ngành nông nghiệp thủ đô. Vâng. Thế thì hôm nay là bắt đầu là ngày đầu tiên để nhận các tác phẩm. Vâng ạ. Và hiện nay là trên sân triển lãm là đang rất nhiều xe cầu của các tỉnh về. Dạ. Để cùng trưng bày với cả thủ đô Hà Nội. Vâng. Anh... Và ước lượng có khoảng tầm cỡ 500 tác phẩm để có. Dạ. Mặt tại tại triển lãm này. Vâng ạ. Sáng nay thì đến đầu tiên là cây của nhà vườn Tuấn Phương và nhà vườn anh Cường họa sĩ. Vâng. Cùng ạ. Nhà vườn của Thịnh ASEAN cùng một số anh em tỉnh Hải Dương đã đến tại sân triển lãm rồi. Vâng ạ. Anh em chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé. Rồi cảm ơn. Và chúc cho cuộc triển lãm sẽ thành công rực rỡ. Cảm ơn Đức Huy, cảm ơn Đức Huy. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ một chút là 5 tác phẩm của bác thì 5 tác phẩm tên gì hả bác? À, lần này thì có 2 tác phẩm lần đầu tiên đi, một lão mai đồng quý tử. Lão mai bồng quý tử ạ. Đồng quý tử. Đồng quý tử chứ không phải bồng. Vâng.
hai là Long Bàn Hổ Phục. Long Bàn Hổ Phục ạ. Vâng, cái tác phẩm Long Bàn Hổ Phục của bác cháu rất là rất ấn tượng đấy. Và ba là tác phẩm Chung Một Con Đường. À, Chung Một Con Đường. Dạ vâng. Bốn là tác phẩm Mẫu Tử Tình Thâm. Vâng ạ. Năm là tác phẩm Lãng Tử Du Xuân. Lãng Tử Du Xuân. Tác phẩm nào cũng có cái tên rất là hay. Vâng ạ. Tham gia cùng mọi người thì nó vui. Vâng ạ. Cái tác phẩm đầu tiên đăng cẩu chắc là cái tác phẩm Long Bàn Hổ Phục đấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Năm tác phẩm của bác Cường lần đầu tiên tham dự. Ông Sa Đức Huy ấn tượng cái tác phẩm Long Bàn Hổ Phục. Đây thì nó cái đường nét của cái tác phẩm có những cái đặc biệt riêng. À, cái cây là cây cổ cải tạo lại. Vâng ạ. Cây này bản thân là thế cổ của các cụ ngày xưa. Dạ vâng ạ. Qua nhiều chủ rồi nhưng mà. Rồi cho được biết là bác có cải tạo một chút đá, đưa một chút đá vào cho rồi, làm cho đưa đá rồi. Vâng ạ. Thế nhưng mà vấn đề là để cho mọi người xem và bình luận thôi. Vâng ạ. Tại sao lại cho ngược đầu nó ra đằng này? À. Đầu ra đằng này. Nên là bác một mình bác chế tác đá này. À, chỉ có mình thôi. Dạ. Cái chân này làm cố định nhá. Đấy thì bây giờ thấy nó có thế nào thì là vâng, trưng bày cho anh em thử làm thế. Vâng. Xuống thấp tí thôi anh ơi. Cái lên đá bác nhấn mạnh cái thân nó hổ phục quá nhỉ. Cái đá là chủ yếu là nó tạo thành cái nhịp điệu cho cái cây nó bề thế lên. Vâng. Cái này ngày xưa người ta làm đá rồi nhưng mà nó không được đẹp lắm, chỉnh lại. Vâng. Cái này đây vừa mới kết thúc chiều hôm qua đấy. Vâng. Nào Thi ơi, chào khán giả các em. Đây là em Thi. Đấy, truyền nhân của bác Cường nhá. Con trai của bác Cường. Rất là đam mê cây. Tác phẩm Long Bàn Hổ Phục quý vị ạ. Đây là một cái tác phẩm. Thế cho cái bốn cái chân đôn thật vuông này nhé. Xanh cổ của bác Cường và sĩ. Một cái xanh, một cái tác phẩm lần đầu tiên tham dự triển lãm quý vị nhé. Chắc hẳn là một cái tác phẩm sẽ gây được sự chú ý của rất nhiều người đến đây tham quan. Bởi vì cái nét cổ lão của tác phẩm và những cái nét đặc biệt riêng. À, thiên nhiên ban tặng cũng như bác Cường họa sĩ thổi hồn vào. Đây là mặt chính của tác phẩm quý vị nhé. Lối ra sau nữa. Thôi rồi, từ từ đã. Bây giờ lấy cái rồi. Cái gì để có đo bốn cái góc bằng nhau hai bằng nhau. Đấy, que đây, cái que này. Quý vị nhìn bốn tác phẩm ở trên xe quý vị này. Cũng là bốn tác phẩm lần đầu tiên tham dự triển lãm quý vị nhé.
vào nhau rồi cho này sang. Cái này phải sang em. Em chào anh. Chào Đỗ Quý nha. Anh mang mấy tác phẩm đấy? Đem 3 tác phẩm của anh Tuấn đến. Dạ. Đôi Tùng Loa Hàm, cả cây Phước Thị Cầu Nhân. Dạ. Đây, giới thiệu một quý vị, đây là anh Phương quý vị nhá. Anh Phương trực tiếp tạo tác những cái tác phẩm của anh Tuấn. Và anh Tuấn và anh Phương hợp thành một cái bài trùng. Thế mới có tác phẩm à, mới có nhà vườn Tuấn Phương ấy nhỉ. Ba cây của bác Cường được chưa? Lên hai chân nào? Lên hai chân này cao lên. Đúng rồi, cao lên cái sân này dốc. Sân này đang bị kêu mảnh che rồi, vẫn cứ bỏ đá. Bỏ cát rồi, lên ngoài xuống đây. Bỏ cát rồi đây. Che sợ dày quá. Cái này vào là vừa. Đây quý vị xem các nghệ nhân này đang tạo tác cái tác phẩm chùa một cột này quý vị này. Và một cái sân khấu lớn đằng trên kia quý vị ạ. Sân khấu rất rộng lớn. Đây đang triển lãm tổ chức ở cái đường đua ngay cạnh sân vận động Mỹ Đình quý vị nhé. Trên cái không gian, cái diện tích rất là rộng lớn. Mọi người đang tập trung rất đông ở những tác phẩm của bác Cường họa sĩ quý vị nhé. Những tác phẩm tranh cổ đã có mặt từ rất sớm quý vị nhé. Đây là một đôi thì bác Sa Đức Huy cũng chưa rõ được nhà vườn nào. Một đôi tranh cổ rất là to. Vào đây để cho nó trường cây lấy cái ảnh hình nền thôi mà. Đang ra lộc đẹp thế nhỉ? À đâu, đang cái ở cái tầm lá đẹp nhỉ? Tầm lá đẹp mấy cả tầm lá đẹp. Sai quả. Quả thì nhiều thế. Đây những tác phẩm của anh nhà vườn anh Tuấn Phương quý vị nhá. Đây nhá, có cho anh. Có em nào anh Đạt lợi em nào thì anh anh này anh vừa anh chia sẻ là anh lọ nhiều lắm thì bây giờ có ai thì ai là chủ lọ anh thì đến đòi anh tuyệt vời không quý vị này, những led cột kèo nhỉ. Quá đặc biệt. Đây là một cây một trong những cái cây rất quý của anh Tuấn Phương quý vị nhé. Vừa rồi nghe làng cây đồn anh ấy mang cái tác phẩm lá móng về triển lãm Linh Bình bị giữ lại Linh Bình rồi phải không anh? Đúng rồi, cây hồn quê cây như là chanh lá móng anh đã giao lưu tại Linh Bình rồi cây nhường lại cho cái anh cũng tên Tuấn ở Linh Bình. Chứng tỏ là cái cây đấy không thể rời được tên đúng Tuấn rồi. Đúng không? Cùng họ cùng tên. Cùng họ luôn, cùng thế à? Họ cùng tên. Thế là cùng họ Đinh mà. À thế à? Đúng rồi. Chứng tỏ là có duyên nhỉ. Không thể rời được cây anh Tuấn đấy. Thực tế chơi cây cảnh nghệ thuật này nhiều lúc những cây quý nó tìm chủ. Vâng. Một cái điều đặc biệt là lại giao lưu cho anh Tuấn Phương ở Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội. Lại giao lưu cho anh cũng cùng họ cùng tên anh Tuấn ở Linh Bình. Đi sang ngắm cây tùng một tí anh, cây tùng hai cây tùng quý nhỉ.
quý vị sang ngắm hai cây tùng quý. Còn một cây nữa đặt ở giữa bộ ba. Còn một cây nữa à? Chưa chở anh. Của anh Hùng Siếc. À dạ vâng. Là mai anh mới chuyển ra. À cây Hùng Siếc, anh Hùng Siếc đặt ở giữa. Để làm bộ ba. Tên là gì anh? Đây là đây huynh đệ đây rồi. À, đây quý vị này. Đây là tác phẩm tùng huynh đệ. Sương rằm đẹp thế nhỉ. Bóng mái đẹp thật đấy. Đây quý vị này. Làm là mà tùng này là từ ngày xưa anh mua rất cầu kỳ. Tùng cắt giật từng tí một, cắt giật như xanh. Vâng. Tùng mà cắt giật thì kinh khủng. Đây quý vị nhìn cái sương rằm này. Hiện nay là đã phô diễn hết cái đường sương rằm rồi. Quá. Những cây tùng quý của anh Tuấn Phương. Anh đây. Đây là cây cây cáng trực này, cây này siêu. Cái này là cây tên gì đấy? Trực lập vọng vân. À. Trực lập vọng vân. Rất đẹp. Những cây tùng này rất quý quý vị nhé. Vừa già vừa đẹp. Và lại tùng người tùng cắt giật quý vị ạ. Các anh chia sẻ tùng cắt giật. Không vam không phẫu gì cả. Anh Tuấn thì có hàng trăm tác phẩm tùng quý vị nhé. Vừa nay thì những cái tác phẩm thì có thể là không được quý những tác phẩm này, nhưng mà so với các nhiều nhà vườn khác thì cũng là những cái cây tùng quý. Còn đây là những cái tác phẩm tiêu biểu của vườn anh, những cái cây tùng. Còn một cái vườn cây trong Thanh Hóa của anh, hàng trăm tác phẩm tùng quý. Cây này mà có phong chụp lên thì như tranh, cỡ như tranh. Vâng, đẹp. Này, đằng sau nó mà nền phong thì vâng, tranh. Vâng. Trời cây này. Một đôi. Em chào các anh nhé, chào các anh ơi em. Thì em chia sẻ cái không khí một chút cho quý vị nắm bắt được. Còn cái xe cẩu của bác Cường họa sĩ đang xuống quý vị nhé. Cái tác phẩm thứ hai của bác Cường họa sĩ đang chuyển xuống quý vị nhé. Đây một tác phẩm Giáng Lão. Cố lên. Đây tác phẩm thứ hai quý vị nhé. Quý vị đến gần để chiêm ngưỡng cái lát đá này và cái nét độc đáo của tác phẩm. Cái này nó đo băng nhau thôi. Cái đầu kia phải đẩy vào. Đấy, đẩy đầu này. Đẩy vào tí nữa đây, đẩy vào tí nữa đây. À, bác ơi, bác có thể chia sẻ một chút là cây Giáng Lão này là bác bác xây dựng được bao năm rồi bác? À, cái này thì hơn 4 năm thôi. Hơn 4 năm rồi bác. 4 năm mua vào cũng dịp này cách đây 4 năm. Vâng ạ. Tôi mua ở Mỹ Đình. Vâng. Thế là trở lại Mỹ Đình. Dạ vâng. Nên này trở lại Mỹ Đình với một cái diện mạo mới phải không bác nhỉ? Diện mạo mới. Vâng. Về chất. Vâng. Về số lượng thì như thế thôi. Về chất. Vâng. Thì vâng. Không được, phải ra dưới, phải ra không được. Lên 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 lên. Phải ra một tí thôi. Cháu nhớ hình như trước là mới về bác thì có nhiều tử xung quanh lắm phải không bác? Ba thêm, có thêm một thân nữa, không phải ba thân mà thêm thêm một cái tử ở bên này. Dạ vâng, cháu vẫn nhớ mà. Là tam đại đồng đường, lúc đấy định làm thế. À, lúc đấy là nhưng về sau thế này này. Vâng.
thân nó nằm ở chỗ này này. Vâng ạ. Nó che mất cái đẹp ở cái chỗ này. Vâng ạ. Đường này nó bị khuất. Dạ vâng. Thế là thôi thì bỏ cái thân ra. Thì thôi ok rồi. Dẫn đến là mình phải điều chỉnh phần đế bệ. Vâng ạ. Đây là trước là bác định đặt là tam đại đồng đường ạ. Đây bây giờ là chuyển sang lão gì? Mai Đồng Quý Tử. Lão Mai Đồng Quý Tử. Hai ông cháu dắt nhau đi chơi. Vâng ạ. Lão Mai Đồng Quý Tử. Nghe anh ơi. Đó. Qua xe Đức Huy cũng đã theo dõi bác từ lúc bác mua về. Cũng nhớ mong máng là tam đại đồng đường. Và có nhiều tử xung quanh. À, hiện nay là tác phẩm đã bác đã chuyển thành lão Mai Đồng Quý Tử. Đây là mặt chính của tác phẩm quý vị nhé. Một tác phẩm có cái dáng rất là phiêu. Một sự kết hợp giữa đá và cây tạo lên cái đường nét của tác phẩm. Thì bác Cường Họa Sĩ thì quý vị yêu cây cả nước không ai là không biết đến bác. Với cái bàn tay tài hoa mà bác đã thổ hồn vào rất rất nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng. Thì tác phẩm, lối tiếp tác phẩm thì bác đây là 5 cái tác phẩm mà bác mang đi trình diện với mọi người lần đầu tiên quý vị nhé. Kính thưa quý vị, Bác Sa Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị một cái thước phim. Cái không khí ngay buổi sáng, ngày đầu tiên tại triển lãm thủ đô 2022. Nên là ngày 9 tháng 12, 2022 quý vị nhé. Thì quý vị yêu quê cả nước nắm bắt được cái thông tin. Sẽ lên cho quý vị cái lịch để về tham quan triển lãm thủ đô. Quy tụ rất nhiều tác phẩm quý. Bác Sa Đức Huy đến đây xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.